3 câu chuyện, 3 bài học, nghe một lần, nhớ cả đời. Trong cuộc sống, không thể thiếu đi những câu chuyện. Thông qua những câu chuyện tuy ngắn này, chúng ta có thể học được nhiều điều bổ ích. Nó có thể là động lực giúp ta vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Cùng Vân Anh nghe 3 câu chuyện ngắn dưới đây để xem chúng ta học được gì từ 3 câu chuyện này các bạn nhé. Câu chuyện thứ nhất, đừng để hoàn cảnh xác định bạn là ai, là lời khuyên mà doanh nhân thành đạt Freddy Fisher muốn truyền đạt lại cho người khác. Freddy Fisher, nhà phát minh, doanh nhân và triệu phú ngành viễn thông, người mà cách đây hơn 30 năm được tìm thấy bên cạnh một thùng rác ở gần Quincy, vùng nông thôn Florida. Đứa con bị bỏ rơi. Hôm ấy, một người qua đường nhìn thấy kế bên thùng rác lớn có đứa trẻ sơ sinh trong cái bọc, liền gọi cảnh sát. Đứa bé trai được chở tới bệnh viện. 2 ngày sau khi được chữa những vết thương nhẹ trên thân thể, đứa bé bị bỏ rơi được đưa vào trại tế bần. Ở gần đó, vợ chồng công nhân Nathan và Betty Fishers tuy có một cô con gái, nhưng khi nhìn thấy cậu bé mồ côi, họ nhanh chóng nhận về nuôi, dù chẳng dư giả gì. Ông bà lấy họ mình và đặt tên cho cậu bé là Freddy, Freddy Fisher. Được cha mẹ nuôi thương yêu, nhưng Freddy vẫn phải trải qua những ngày thơ ấu buồn tuổi. Ở trường tiểu học, em bị những đứa trẻ khác bắt nạt, khinh miệt, gọi bằng biệt danh thằng rác rưởi. Sống trong ngôi làng có chưa tới 10.000 cư dân, mọi người đều biết em là đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Năm lên 8 tuổi, Freddy hỏi cha mình về những gì em nghe bạn bè chế giễu. Câu trả lời của cha như tát vào mặt cậu học sinh lớp 2. Con à, con không phải là con ruột của ba mẹ đâu. Bà Fred, mẹ ruột của con, đã vứt bỏ khi con mới chào đời. Ba mẹ đưa con về nuôi vì không muốn con ở trong trại tế bần. Khi nghe cha nói vậy, cậu bé Freddy đau đớn nghĩ trong lòng. Ừ, mình đúng là đồ rác rưởi. Nhưng ông Nathan kịp nhận ra nỗi đau của con. Ông ôm con trai nuôi vào lòng, thủ thỉ. Nghe này, con trai của ta, hãy quên đi quá khứ và đừng bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Từ lâu, con đã là con trai của ba mẹ mà, hiểu chưa? Đối với Freddy, ba Nathan và mẹ Betty Met là những người hùng và là những hình mẫu tuyệt vời nhất. Tôi thấy cha tôi luôn giúp đỡ mọi người, Freddy kể. Ông hay dừng lại bên đường để giúp đỡ một ai đó chẳng hề quen biết hoặc người vô gia cư. Ai cần gì ông cũng giúp. Ông là người đáng kính và cũng là mẫu người đàn ông mà tôi muốn trở thành như vậy. Bạn xuất thân từ đâu không quyết định thành công. Tất cả chúng ta đều có thể trở nên vĩ đại, chỉ cần nắm được cơ hội. Có lẽ không ai hiểu điều đó hơn nhà triệu phú tuổi 30, Freddy Fisher. Khởi nghiệp từ chiếc máy tính Mac bị hỏng. Vào cuối tuần, Freddy hay được ba Nathan chở đi lòng vòng xung quanh khu vực chứa đổ phế thải, xem có gì còn xài được thì đem về. Một lần, Nathan đặc biệt chú ý đến chiếc máy tính. Ông nói với con trai, Nhìn thì thấy cũ quá con nhỉ. Vẫn biết cũ người mới ta, nhưng đồ bỏ thế này chắc chẳng xài được. Sau đó không lâu, một lần đi Goodwill, nơi bán đồ cũ, ông Nathan chợt nhìn thấy một chiếc máy tính Macintosh bị hỏng. Biết con trai cũng thích máy móc, ông liền chạy ngay ra hỏi nhân viên bán hàng và trả giá để lấy được chiếc máy cũ xì ấy với giá 24 USD. Người bán đồng ý, thế là ông sung sướng đem máy về nhà cho con trai. Vốn rất thích mài mò sưu tập radio, đồng hồ báo thức hay VCR mà bố nuôi tích góp được, chiếc máy mắc hỏng chiếm hết tâm trí của cậu bé 9 tuổi. Freddy tháo máy ra rồi lắp máy lại. Làm vậy mấy lần thì cậu bé phát hiện chiếc máy này có thể dùng được nếu lắp thêm một số linh kiện trong một chiếc radio cũ của cha mình. Cuối cùng, Freddy thành công. Chiếc máy tính hoạt động bình thường. Vào lúc này, cậu bé biết
cuộc đời mình sẽ chỉ dành cho công nghệ. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nó. Reddy Fingers nói về chiếc máy tính đầu tiên ấy. Nó chính là thứ khơi dậy niềm say mê hứng thú với công nghệ trong tôi. Tiếng lành đồn xa, năm 13 tuổi, Freddy được thành phố Quincy thuê đến sửa chữa một số máy tính bị hư. Năm 15 tuổi, Freddy Fingers gây dựng công ty đầu tiên, Fingers Computers, chuyên sửa chữa máy tính và giúp khách hàng lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ do chính em tạo ra. Vậy là, từ đôi bàn tay trắng, Freddy đã làm nên sự nghiệp. Sau khi xây dựng cơ sở dữ liệu Cloud Database của riêng mình, anh quyết định bỏ học đại học. Tôi không khuyến khích mọi người đi theo con đường này, anh nói, nhưng cách ấy phù hợp với tôi. Năm 17 tuổi, tôi đã có 150 khách hàng. Trên thực tế, anh cũng không bỏ học hoàn toàn, mà vẫn theo học một số khóa học ngắn hạn về chuyên môn. Chẳng có con đường nào đi đến thành công mà dễ dàng. Sáng chế từ những câu chuyện của người thân. Ông Nathan, ba của Freddy, mắc chứng Alzheimer. Ông hay bỏ nhà đi lang thang, có khi chẳng ai biết ông đi đâu. Thấy nguy hiểm quá, Freddy nghiên cứu chương trình theo dõi bằng kỹ thuật định vị toàn cầu GPS và sáng chế ra thiết bị định vị, nhét vào dài của cha, để mỗi khi ông đi đâu, anh đều biết. Thậm chí với thiết bị này, anh còn có thể nói chuyện được với cha. Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Freddy Fingers. Năm 2012, anh bán chương trình theo dõi GPS này cho một công ty ở Kansas với giá 2,2 triệu USD. Ông Nathan qua đời ở tuổi 81 vào tháng 1 năm 2014. Lúc sinh thời, ông Nathan luôn muốn sở hữu một chiếc xe bán tải Ford đời 1993 và một chiếc thuyền đánh cá. Nhưng khi Freddy có đủ khả năng để mua cho cha thì đã quá muộn. Freddy tự trách mình. Tôi quá thất vọng về mình. Tất cả những gì tôi muốn là thấy ba tôi hạnh phúc, vậy mà tôi lại không làm được. Sau đó, Freddy phát minh thêm một thiết bị thông minh khác, cũng được lấy cảm hứng từ kinh nghiệm cá nhân, một kỷ niệm buồn. Hồi năm Freddy lên 8, Freddy được ba mẹ cho sang Georgia thăm người ông trẻ, chú của mẹ. Freddy kể, khi chúng tôi đến nhà, mẹ và ba tôi đứng gõ cửa lâu lắm mà chẳng thấy ai trả lời. Sốt ruột, ba kêu tôi trèo qua cửa sổ rồi mở cửa chính cho ba mẹ tôi vô. Freddy làm y như vậy, vô tới bên trong nhà, thấy có người đang ngồi trên ghế cạnh lò sưởi. Cậu bé nghĩ mọi thứ đều ổn. Nhưng khi ông Nathan vào, đến gần người chú thì giật mình gọi vợ. Betty Mead, ông chết rồi. Người đàn ông ấy bị bệnh tiểu đường, rơi vào tình trạng hôn mê và ra đi lặng lẽ, không ai hay biết. Nhớ lại cái chết của ông trẻ, Freddy bắt tay chế tạo một máy đo đường huyết thông minh, chia sẻ tức thì mức glucose cùng với các kết quả kiểm tra sức khỏe điện tử của một người với người thân nhất của họ. Nếu glucose trong máu của một người bất thường, nó sẽ gửi thông báo cảnh báo qua công nghệ Bluetooth. Nhưng mọi chuyện không bao giờ dễ dàng. Ở nhiều vùng nông thôn trên nước Mỹ, rất nhiều nơi không có mạng 2G hoặc 3G. Ở Quincy, vào thời điểm đó, cư dân vẫn đang sử dụng Internet quay số, dial-up Internet. Vì muốn mang thông tin liên lạc đến những vùng nông thôn, vào năm 2008, Freddy Fingers, người đầu tiên nộp đơn lên FCC, Ủy ban Truyền thông Liên bang, xin giấy phép để thành lập công ty tư nhân về viễn thông Fingers Communication. Năm 2011, ở tuổi 21, Freddy trở thành nhà điều hành mạng viễn thông trẻ nhất ở Mỹ. Theo NBC News, Fingers Communication là công ty viễn thông thuộc sở hữu tư nhân của người da đen duy nhất trên toàn cầu. Trong những ngày đầu thành lập công ty, Freddy tự mình làm hầu hết công việc, từ đổ bê tông cho tháp điện thoại di động đầu tiên, đến lắp đặt cáp quang. Anh bắt đầu cung cấp dịch vụ ở các vùng nông thôn phía Bắc Florida và Nam Georgia.
năm 2014, Freddy ra mắt điện thoại thông minh Fitgirls F1 với thiết bị phát hiện chuyển động và chuyển sang tình trạng an toàn trên 10 mps, ngăn mọi người nhắn tin khi đang lái xe. Sau đó, anh sáng chế Fitgirls F3, thiết bị sạc không dây. Wireless Inductive Charger, thứ đã khiến kiểu sạc cũ trở nên lỗi thời. Freddy Fitgirls, bây giờ bạn có thể ở trong bóng tối, nhưng ngày mai trời sẽ sáng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Năm tuổi 30, Freddy Fitgirls có một danh sách dài những điều khiến nhiều người mơ ước. Là một nhà phát minh, lập trình viên máy tính và kỹ sư phần mềm, là người Mỹ trẻ nhất nắm giữ giấy phép của Ủy ban Truyền thông Liên bang và là người Mỹ gốc Phi duy nhất sở hữu một công ty điện thoại di động. Fitgirls Wireless phục vụ gần 1 triệu khách hàng tại hơn 80 quốc gia. Công ty viễn thông tư nhân này có giá trị hơn 62,3 triệu USD theo định giá năm 2017, biến anh trở thành triệu phú ở tuổi 30. Khi được hỏi về bí quyết thành công, Freddy Fitgirls cho biết anh không bao giờ bỏ cuộc. Bây giờ mà nói thì các bạn sẽ cảm thấy nói gì mà chẳng được. Nhưng tôi muốn các bạn nhớ rằng, bây giờ bạn có thể ở trong bóng tối, nhưng ngày mai trời sẽ sáng. Tuổi tác và chủng tộc là những thách thức lớn trên con đường tôi đi. Tôi còn quá trẻ, lại là người da đen, có quá nhiều rào cản và thử thách. Tôi biết họ muốn thách thức trí thông minh của tôi. Zeman BBQ của Fitgirls Communication nhìn nhận, kiên trì là một tố chất trong con người của Fitgirls. Anh ấy năng động và biết mình cần làm gì. Đó là cuộc chiến 24 giờ mỗi ngày. Anh ấy không còn coi đó chỉ là công việc nữa. Ngoài kinh doanh và phát minh, triệu phú tuổi 30 này cũng là người điều hành quỹ Fitgirls Foundation, tổ chức quyên góp giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm nỗ lực cứu trợ sau thảm họa thiên nhiên, học bổng đại học cho học sinh trung học hay hỗ trợ đồ dùng học tập cho giáo viên nghèo. Các chương trình gần đây như tặng xe đạp cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và các thiết bị y tế đặc biệt cho những nhân viên tuyến đầu trong đại dịch COVID-19. Truyền cảm hứng và giúp đỡ người khác. Điều tuyệt vời nhất mà con người có thể làm là truyền cảm hứng đến người khác. Anh cho biết, bản thân anh cũng được cha mẹ nuôi truyền cảm hứng và năng lượng để anh có thể thoải mái sáng tạo từ khi còn nhỏ. Ba mẹ chưa một lần nói tôi không phải là con của họ. Họ thật đặc biệt. Dù nhận nuôi tôi khi đã lớn tuổi, nhưng ông bà là người đã dạy tôi những điều quý giá, học được từ ba mẹ. Chuyện giúp đỡ mọi người đã trở thành niềm đam mê của tôi. Kinh doanh với anh không chỉ là một công việc kiếm ra tiền, mà còn có ý nghĩa cộng đồng. Anh bán máy đo đường huyết không dây. Anh cũng thực hiện dự án tương tự như công nghệ định vị để giúp các gia đình giữ liên lạc với người thân khi phải sống xa họ hoặc là người vô gia cư. Biết đâu đó cũng là tương lai của tôi. Tôi có thể đã là kẻ vô gia cư hay chết cống bên đường nếu không được người dọn rác tìm thấy. Anh nhớ lại. Sau này, anh biết mẹ ruột của mình là gái làng chơi và nghiện ngập ma túy. Anh chưa từng gặp bà, cũng không có ý định ấy, nhưng anh nói đã tha thứ cho bà. Bố mẹ nuôi đã cho tôi tình yêu và tương lai. Họ đã làm hết sức mình để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Và bây giờ, đó cũng là điều tôi muốn làm. Năm nay 83 tuổi, mẹ của Freddy cũng bắt đầu bị bệnh Alzheimer. Freddy nói, mẹ mình đã rất tự hào về những gì con trai bà làm. Kết hôn với luật sư Nali Fitgers năm 2015. Nhà triệu phú cho biết anh đang rất hạnh phúc với mái ấm gia đình cùng vợ chăm con nhỏ. Bé Rose đầu lòng mới hơn 2 tuổi. Tôi đang ở nơi hạnh phúc. Điều quan trọng là tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc của mình. Tôi cũng chỉ là một con người thôi. Nhưng tôi tin rằng mình có thể tác động đến nhiều người. Tôi muốn con gái mình biết điều đó. Trên trang Facebook cá nhân,
Freddy Fingers nhắn nhủ với mọi người. Đừng so sánh cuộc sống của bạn với người khác. Mọi con đường đều khác nhau. Bạn là người làm chủ vận mệnh của chính mình và bạn muốn cuộc sống của mình trở thành như thế nào. Vì vậy, đừng đổ lỗi cho người khác vì bạn đang trốn tránh sự thật cho chính mình. Nếu bạn không kiểm soát số phận của mình, người khác sẽ làm. Câu chuyện thứ hai. Hôm nay, trên Facebook tôi, nhiều người đổi hình đại diện thành màu đen. Tò mò mở vào đọc những bình luận trong ấy. Ngoài những dòng tương tác chia sẻ nỗi buồn, có một bình luận thế này. Để hoàn thành bài tốt nghiệp, cậu ấy đã vẽ thiết kế liên tục không ngừng nghỉ suốt 2 tuần liền. Cậu ấy vừa vẽ, vừa ăn đồ ăn nhanh và gần như thức trắng để hoàn thành kịp bài. Sau khi hoàn thành xong, cậu lên giường ngủ rồi ra đi. Như thể mình đã hoàn thành việc ở thế gian này vậy. Đọc đến đó, bỗng lòng tôi buồn vô hạn. Phải chăng cậu ấy làm từ trước? Phải chăng bài vở không có thời hạn? Phải chăng cậu ấy chăm sóc cơ thể mình tốt hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cậu ấy mới chỉ 22 tuổi, tương lai phía trước còn đang đón chờ. Vậy mà cậu ấy lại vội vã rời khỏi thế gian này. Chúng ta vẫn nghĩ cái chết ở rất xa chúng ta cho đến khi chúng ta nhận ra rằng nó thật sự gần hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Tôi có một cô bạn thân, ngày mới vào học, cô ấy là cô gái vô cùng nhỏ nhắn, xinh đẹp. Vậy mà chỉ 4 năm sau, cô bạn nhỏ nhắn này trước biến thành một cô nàng mập mạp, béo ú từ khi nào? Ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi ấy và những thay đổi đến từ việc cô ấy thức khuya quá nhiều, ăn đêm thường xuyên và không có cách nào kiểm soát chúng. Nhìn thấy sự thay đổi của cô ấy khiến tôi chợt nhận ra cuộc sống này không một ai có khả năng lường trước được chữ ngờ. Thức khuya luôn là một nguy cơ khủng khiếp hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ và tưởng tượng đến. Việc ngủ không đủ giấc sẽ làm tăng gánh nặng cho tim và dẫn đến stress, trí nhớ, lão hóa và tăng nguy cơ béo phì. Đã từng có một cuộc khảo sát trong những năm 90 về vấn đề giấc ngủ và thật sự đáng sợ khi con số có đến 84% người có vấn đề về giấc ngủ và 1/3 trong họ chỉ ngủ sau 1 giờ sáng. Người hiện đại họ tự cho rằng bản thân đủ khỏe mạnh để có thể chịu đựng được áp lực trong cuộc sống. Con người ai cũng bị ràng buộc bởi trường học, công việc và các hoạt động xã hội vào ban ngày. Thời gian riêng của một người chỉ là buổi tối. Họ trả đũa việc mình làm việc cả ngày bằng việc thức khuya, ăn đêm để thỏa mãn bản thân. Đừng cho rằng bạn khỏe mạnh thật sự. Chính bạn là người hiểu rõ cơ thể mình nhất. Bạn sẽ sớm phung phí cuộc sống của mình vào thói quen xấu ấy nếu không sớm nhận ra và thay đổi chúng. Thực tế, mọi người thường bướng bỉnh, kiêu ngạo và cho rằng bản thân còn khỏe, còn trẻ. Bạn tưởng rằng bạn sẽ sống đến 70-80 tuổi rồi hài lòng với nó mà không nhận ra rằng nếu đánh đổi thanh xuân vì tiền bạc, sử dụng cơ thể để đổi lấy tiền trước năm 30 tuổi, thì chỉ sợ bạn chẳng sống nổi đến tuổi 40 để thỏa mãn những thứ mình muốn. Vào bệnh viện, tôi giật mình khi thấy một anh cao to khỏe mạnh nằm trên giường bệnh. Hỏi ra mới biết lý do rằng anh ấy thức đến 1 giờ sáng trong suốt một thời gian dài và ngày cuối tuần thì ngủ thông đến tận 12 tiếng mà chỉ ăn có một bữa trưa chỉ vì hoàn thành nốt dự án để nhận tiền thưởng. Nhưng rồi, số tiền thưởng anh nhận được anh lại phải bỏ ra để chi trả viện phí. Nằm trên giường bệnh thay vì được ở ngoài kia mua sắm, đi chơi, ăn uống cùng người thân bạn bè. Làm việc thường xuyên, liên tục, kéo dài, kết hợp với việc không tập thể dục lâu dài sẽ làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Đã từng có không ít người, không ít lời khuyên rằng đừng để quá muộn mới chăm sóc sức khỏe của bản thân và điều đó chưa bao giờ là sai cả. Tôi từng xem được một video về một bộ phim nói về cuộc sống hàng ngày của một chàng sinh viên trẻ 20 tuổi. Nhân vật chính trong câu chuyện mỗi ngày đều trải qua những thói quen. Sáng sớm tỉnh dậy,
vội vã với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức rồi ra khỏi giường. Để có thể không bị trễ giờ làm, anh ấy ráng vội quả trứng, thịt xông khói, xúc xích cho vào lò quay nóng lại để ăn. Thức ăn nhanh ăn vào cơ thể vào buổi sáng khiến cơ thể chẳng kịp thích nghi và mọi cơ quan đều hoạt động hết công sức đến mức cơ thể dường như quá tải. Sau khi ăn uống, anh ta còn đốt một điếu thuốc, tận hưởng cảm giác hồi hộp khi nuốt những đám mây và phổi của anh ấy lên tiếng bằng những tiếng ho khan kéo dài. Kéo dài quá trình như thế, các cơ quan trên cơ thể anh bắt đầu tấn công anh cùng một lúc. Nhận được sự giúp đỡ của các bác sĩ, mọi chuyện qua đi, nhưng anh vẫn hoạt động như mọi khi mà bỏ quên lời khuyên của bác sĩ dành cho mình. Kết quả, hẳn ai cũng lường trước được chuyện xảy ra. Anh bị ung thư. Tế bào ung thư lan rộng, di căn nhanh chóng và lúc này anh mới 30 tuổi. Anh chỉ còn cách nằm trên giường bệnh, nhìn cuộc sống trôi qua ngoài khung cửa sổ. Đừng cho rằng căn bệnh này ở rất xa bạn. Bạn luôn biện minh rằng mình không có thời gian tập thể dục, nhưng bạn lại không biết rằng xếp hàng chờ đến lượt mình khám trong bệnh viện còn mất nhiều thời gian hơn. Nếu bạn không chăm sóc cơ thể bạn, không một ai có thể làm điều đó thay thế bạn trong tương lai. Căn bệnh giết chết chúng ta không phải ung thư, mà chính là cách chúng ta đối xử với cơ thể của mình. Chàng trai ấy đã ngậm ngùi nói một câu như thế. Bạn chăm chỉ kiếm tiền, lao động vất vả để có được số tiền đó, tiết kiệm được một khoản tiền lớn đáng tự hào. Nhưng bạn không biết căn phòng bệnh viện có thể nhanh chóng rút hết toàn bộ số tiền của bạn có, thậm chí rút hết cả tiền tiết kiệm của gia đình mình. Đừng cố thức đêm để kiếm thêm tiền, càng đừng dùng giấc ngủ muộn để che giấu những lo lắng của bản thân. Đừng đợi đến khi bạn phải nằm trên giường bệnh mới thở dài nhận ra, hóa ra sức khỏe của mình đã tụt dốc đến thế. Con người ai cũng có tham vọng, danh vọng, tiền bạc, địa vị luôn được đặt ở trên. Cuối cùng, cơ thể, thứ xứng đáng được xếp đầu lại nằm ở vị trí cuối. Tiền kiếm được nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít, hết có thể kiếm thêm. Còn một khi cơ thể bị tê liệt, thì những gì bạn nghĩ ấy, bạn chỉ có thể nói chứ không thể làm. Chúng ta ai nấy đều sẵn sàng sử dụng cơ thể, sức khỏe của bản thân để đổi lấy tiền và mọi thứ mà mình muốn. Nhưng nửa sau cuộc đời chiến đấu, đấy mới thật sự khiến bạn nhận ra, dùng cơ thể để đổi lấy tiền, không sớm thì muộn, bạn cũng lại phải sử dụng tiền bạc để đổi lấy cơ thể khỏe mạnh. Hãy học cách chăm sóc cơ thể của bản thân. Giữ những thói quen tốt, bỏ đi những thói quen xấu. Ngừng việc ăn đồ vặt, ăn uống nghiêm túc, đủ dinh dưỡng, chăm chỉ tập thể dục, không viện lý do cho mọi sự lười biếng của bản thân. Bạn nên nhớ rằng, cơ thể của mình, sức khỏe của mình là duy nhất cần bảo vệ, chứ không phải tiền tài danh vọng ngoài kia. Câu chuyện thứ ba, đừng nên xã giao vô bổ. Tôi có anh bạn tên Cường, lúc mới bắt đầu kinh doanh công ty quảng cáo, vì muốn tích lũy thêm mối quan hệ, kiếm đơn hàng. Cường thường ra vẻ mình rất rỗi, có hẹn là đi, có ăn là đến. Có lần vì tiếp đãi khách hàng tiềm năng lớn, Cường dứt khoát qua đêm không về nhà, cùng khách hàng vui chơi hết điểm này đến điểm khác, thâu đêm suốt sáng. Đúng lúc vợ Cường cũng đi công tác xa, con cái ở nhà không ai trông, quấy khóc liên tục khiến bố Cường bị tăng xong. Vậy mà sau lần đó, khách hàng cũng không đưa đơn quảng cáo cho công ty Cường, với lý do đây là dự án KPI của năm nên phải tìm công ty hoành tráng hơn để làm. Nói thẳng ra, khách hàng rất lý tính, sự tiếp đón nhiệt tình và chu đáo của Cường không thể bù đắp được điểm yếu chuyên môn của công ty. Cường từng đưa ra kết luận rằng, tôi ngốc quá, hành tẩu giang hồ, tâm lý ai cũng là một cán cân. Bạn có bản lĩnh hay không, có thể làm được việc hay không, người khác đều nhìn thấy rõ cả. Tác gia Chu Quốc Bình từng nói, thứ chi phối chủ đạo các mối quan hệ xã giao
không phải là tình hữu nghị mà là lợi ích cá nhân. Tụ tập náo nhiệt vô bổ chẳng qua chỉ là điểm xuyến cho những tình cảm đã qua, chứ không phải là minh chứng để người khác khẳng định bạn. Tửu lượng không phải là thực lực. Tình cảm ly đi chén lại bắt đầu trên bàn rượu và cũng sẽ kết thúc tại bàn rượu. Nó không thể biến hiện, càng không thể kéo dài. Nếu cứ mãi xa lầy trong đó, sẽ chỉ khiến bản thân hao tâm tổn tứ mà thôi. Tiều Phu lên núi đốn củi, gặp người chăn dê. Người chăn dê vì muốn giết thời gian nên vừa trông dê ăn cỏ, vừa lo kéo Tiều Phu nói chuyện với mình. Để thỏa mãn người chăn dê, anh Tiều Phu gác lại công việc trong tay, dốc sức chuyên tâm vào cuộc trò chuyện. Trời đã tối, người chăn dê vui vẻ đuổi đàn dê ăn no tròn bụng về nhà. Còn Tiều Phu, hai tay không thất thiểu ra về, trở thành câu chuyện cười trong mắt mọi người. Cậu là người đốn củi, còn anh ta là người chăn dê. Cậu trò chuyện với người ta cả ngày trời, dê người ta ăn no căng bụng, còn củi của cậu ở đâu? Trong cuộc sống cũng có không ít người như vậy. Vì muốn hòa đồng, vì muốn có cảm giác tồn tại mà bấu phíu khắp nơi, đến nỗi quên mất cả đường của mình. Trong sách truyện cổ tích Alice Eternal Stop có viết, mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 8.263.563 người, chào hỏi 39.778 người, quen biết 3.619, thân thiết 275, nhưng cuối cùng đều ly tán trong biển người. Duyên đến, duyên tàn, người đến, người đi đều là chuyện thường, không phải ai cũng đều có thể kết giao làm bạn. Nên buông tay với những người bạn không cùng chung chí hướng. Quảng Ninh và Hoa Hâm là hai người bạn từng dính với nhau như hình với bóng. Trăng thành gió mát, phẩm rượu ngâm thơ, bàn luận thế sự thật hoan hỷ biết bao. Nhưng gặp cảnh náo nhiệt, xe sang ngựa quý, Hoa Hâm bức rứt phải đi xem cho bằng được. Đến khi trở lại, Quảng Ninh đã cắt đôi chiếc chiếu hai người ngồi chung, tuyệt giao với Hoa Hâm. Không đồng chí hướng, khó làm bạn bè. Lỗ Tấn và Nhuận Thổ lúc trẻ qua lại thân thiết với nhau. Hai người cùng nhau trong dưa hấu, canh con tra, bắt chim sẻ, nhặt vỏ sò. Nhưng nhiều năm sau gặp lại, Nhuận Thổ cung kính gọi Lỗ Tấn là ông, khiến giữa hai người mọc lên một bức tường ngăn cách, coi như chấm dứt duyên phận thời trẻ. Tác giả tiểu thuyết Thiền từng nói, con người đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ dần thu hẹp lại mọi thứ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai ba người tri kỷ. Một cốc trà nhạt, sống cuộc sống mà mình muốn. Quãng đời còn lại không nhất thiết phải mời tất cả mọi người bước vào cuộc sống của mình. Trải qua sự gột rửa của thời gian, chỉ còn lại hai ba người tri kỷ, vốn đã chiến thắng nghìn vạn mối tương giao trôi nổi. Từng xem một đoạn phim ngắn về thực nghiệm xã hội mang tên Trong điện thoại của bạn có bao nhiêu người bạn thường xuyên liên lạc. Những người tham gia thực nghiệm trong phim đều là những người có hàng trăm bạn bè trong danh bạ. Nhưng sau khi đạo diễn yêu cầu họ xóa hết những người xã giao không quan trọng, danh bạ của họ chỉ còn lại hai ba người. Quen biết hàng trăm người, nhưng những người quan trọng thực sự lại chỉ có hai ba người. Thì ra, chúng ta bận rộn cả ngày, săn đón, tiếp đãi này nọ, đều chỉ là những người không quan trọng. Dĩ nhiên, con người là động vật quần cư, xã giao là điều không thể tránh. Nhưng trong hơn 3 vạn ngày ngắn ngủi của đời người, thật sự không cần thiết phải bỏ thời gian và sức lực vào những mối quan hệ xã giao vô ích. Những người rạng rỡ, sáng lạng đều có những khoảng thời gian ở một mình nhất định. Họa sĩ, nhà văn Mộc Tâm, người Trung Quốc, từng ẩn cư trên núi Morgan 6 năm. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, tuyết rơi mù mịt, ông vẫn không hề nản chí. Trong khoảng thời gian đó, ông sáng tác được hơn 100 tiểu thuyết ngắn và vô số những bức tranh sơn thủy. Nhà văn nổi tiếng người Mỹ O. Henry, sau khi phải vào tù vì vấn đề sổ sách ngân hàng, ông đã tận dụng khoảng thời gian khô khan trong ngục tù để suy tư, chiêm nghiệm
và sáng tác ra hàng loạt các tác phẩm truyện ngắn nổi tiếng. Nhà văn người Mỹ Thoreau cũng từng ẩn cư sống một mình trong một mảnh đất rừng bên cạnh đầm Warden. Trong khoảng thời gian 2 năm ẩn cư đó, ông điềm nhiên tự lạc, hòa mình vào thế giới tự nhiên bao la rộng lớn. Khi có người hỏi, ông có cảm thấy cô đơn không? Ông nói, tôi nghĩ rằng thường xuyên ở một mình giúp tinh thần khỏe mạnh. Kết bạn xã giao dù ở cùng những người giỏi cũng cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Đến nay tôi vẫn chưa tìm thấy một người bạn nào khiến tôi cảm thấy thân thiết và thoải mái như khi ở một mình. Giống như những gì mà nhiều người hiện nay thường nói, thà ở một mình chất lượng cao còn hơn là xã giao chất lượng thấp. Nếu như cảm thấy không tự tại trong bầy người ồn ả, không có phúc hưởng thụ náo nhiệt, thì hãy một mình sải cánh trên không trung như chim ưng, một mình luồn qua những khe núi như nước, một mình chống chọi với đêm lạnh như hoa, rồi tự cập bến đỉnh cao trong sự cô đơn vắng vẻ. Dù gì, con người sống ở đời không chỉ có ồn ả, không chỉ có sôi sục, mà còn phải có những lúc yên tĩnh một mình. Tại sao chúng ta lại phải tham gia những cuộc tụ tập vô bổ? Tại sao lại phải bám phiếu khắp nơi? Có hai nguyên nhân chính. Một là muốn nhân duyên, hai là muốn nhân mạch, quan hệ xã hội. Hai điều này khiến một số người thường mang tâm lý ôm hy vọng vào sự may mắn, luồn lách khắp các nhóm bạn bè hư danh ảo mộng, được vào nhóm bạn sang quý giống như mượn được gió trời lên tận mây xanh. Nhưng thật ra, giống như nhiều người vẫn thường nói, muốn gặp được quý nhân thì đầu tiên bản thân mình phải làm một người có năng lực. Nhân vật Tống Vận Huy trong bộ phim truyền hình Trung Quốc lại ở Loving River. Dù thành phần gia đình không tốt, không bao giờ xã giao hay bám víu nhân mạch, nhưng vẫn từng bước lên cao. Thứ mà anh ta dựa vào đó chính là bản thân mình. Thi đứng đầu toàn huyện, nhưng kiểm tra chính trị không đạt khiến Vận Huy lỡ duyên với đại học. Anh đi khắp nơi cầu cứu hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đội nắng chối chang đọc hết các chính sách trên nhật báo Nhân dân để thuyết phục lấy lại thông báo trúng tuyển bị giữ. Vận Huy tự biết cơ hội đến không dễ, nên trong trường đại học, anh chịu khó vươn lên, không bỏ qua bất cứ cơ hội học tập nào. Bạn bè rong ruổi vui chơi ngoài sân bóng, còn anh miệt mài đọc sách. Bạn bè bám phiếu quan hệ chạy chọt khắp nơi, còn anh bỏ ngoài tai mọi thứ. Cuối cùng, với tư cách là thủ khoa tốt nghiệp loại ưu, anh được nhận vào làm trong một nhà máy hóa chất tốt nhất thành phố. Người xưa thường nói, chỉ cần bạn mở lòng, gió mát tự tìm đến. Nếu bản thân không có bản lĩnh vững vàng, không có nền móng vững chắc, thì dù cúi đầu chắp tay thi lễ, cười cợt nịnh hót, cũng không thể cầu cạnh được một chút chiếu cố. Dù gì, xã giao có hiệu quả thực sự từ trước đến nay, không luận anh hùng bằng độ rộng, không định thắng thua bằng độ sâu. Hãy dừng lại mọi mối quan hệ xã giao vô bổ, bởi khi năng lực, tài nguyên và địa vị của bạn không xứng với dã tâm xã giao của bạn, thì mọi thứ mà bạn làm chẳng qua chỉ là xã giao vô bổ. Hãy từ bỏ những suy nghĩ đi đường tắt, vứt bỏ những suy nghĩ giả tưởng. Phải trồng cây ngô đồng thì mới có phượng hoàng đến. Bạn phải nỗ lực thì mới tiềm tàng sức mạnh tự tạo tương lai, thì mới không phải uống mình theo người khác, không phải tự mình hạ thấp mình. Nịnh bợ người khác không bằng tự rèn luyện chính mình. Phụ thuộc vào người khác không bằng tự nâng cao chính mình. Bởi quý nhân lớn nhất của đời người chẳng ai khác là chính mình.